Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Konnichiwa, Matsuhama kore konnichiwa. Là gì ông nội? Tôi quên. Cậu này mới từ làng khác qua, tôi đang nói tiếng của làng Nhật Bản này, làm sao mà cậu hiểu được? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là hiệu trưởng của trường trung học Matsuhama. Trường của tôi đã có truyền thống lâu đời về việc dạy học và xin mời cậu ở đây. Tôi mời cậu đến đây để trở thành bảo vệ của trường Matsuhama chúng tôi. Tôi rất là lấy làm vinh hạnh khi mà được làm bảo vệ của ngôi trường Matsuhama danh giá này. Tôi xin hứa với trường là tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình 100%, 200%. Vâng, thưa hiệu trưởng. Được rồi, thì hôm nay chúng tôi chỉ muốn thông báo đến cho người dân biết trường Matsuhama của tôi đã nhận cái cậu Fosby này trở thành một bảo vệ. Tôi hy vọng Fosby sẽ trở thành một bảo vệ an toàn và nghiêm túc trong trường này. Thời mà hỏi nhỏ cái này cậu Fosby, cậu có sợ quá giật không? Sao tôi thấy trong hồ sơ cậu nộp đó là để là cậu là người gan dạ nhất khu này luôn, không sợ quá giật trời không? Trời ơi, ba cái con quái vật đó tôi đánh suốt, tôi đánh từ đầu trên xóm dưới chạy toán loạn hết rồi ba. Cái mà cỏ gì tôi có sợ, thiệt chứ không lẽ nó giỡn, trời ơi, không tin tôi hả? Ê, mà cỡ sau 6 giờ chiều có hiện tượng lạ trong trường mà cậu có sợ không? Hiện tượng lạ là gì, có thể nói rõ hơn không hiệu trưởng? Thì cỡ như có học sinh nó thích cắm cái đầu đất lướt qua lướt lại, thấy qua thấy lại nhiều lần chắc cũng quen đúng không? Trời ơi, tụi nhỏ thì tụi nó giỡn hết vậy thôi chứ có gì đây, đâu mà cái này sợ. Không phải tụi nhỏ đâu, này nó ảo ma Canada lắm, nó lướt qua lướt lại vậy thôi nó mất tiêu rồi. Lâu lâu á đang đi đái đĩa thấy nó cái té cứt ra ngoài luôn. Trời ơi, nghe cũng hơi gợn người á, không biết là hiệu trưởng có phương pháp gì không hiệu trưởng? Ê, nãy giờ đang quay rồi, chết không. Trong trường chúng tôi vô cùng an toàn luôn, vì đã có cậu Fosby ở đây nên không cần phải sợ gì hết. Ê, nói sẽ chứ sao 6 giờ chiều nhớ đừng đĩa đá gì nha, nó hù cái té cứt ra ngoài đó nè. Tao cái gì ghê vậy? Ôi nói vậy thôi chứ thôi, sau 6 giờ chiều cỡ có mà đi đá ẻ gì nhớ dán cái này lên cái cửa nha. Ôi cái này là cái gì vậy hiệu trưởng? Thôi nói nhỏ thôi, cái này có từ quái vật á, mà đặc biệt nha, nếu ai muốn mua cái đó thì nhớ liên hệ cho tôi hiệu trưởng trường Matsuhama. Nhớ nha mọi người. Trời ơi cái này cũng được á. Không, vậy là tôi phải mua một cái để cho chắc ăn mới được. Trời được rồi, được rồi, để tôi mua một cái nha hiệu trưởng ạ. Rồi phỏng vấn kết thúc. Xin mọi người hãy nhớ nha, Fosby bây giờ đã trở thành bảo vệ của trường Matsuhama. Khi mà tôi cầm cái lá bùa này trong tay, tôi cảm thấy tự tin lên hẳn luôn hiệu trưởng à. Ủa ông chạy đâu vậy hiệu trưởng? Ê, 6 giờ chiều rồi, giờ tôi đang trường nghe, đóng cửa trường nha. Giờ tôi về tôi nấu cơm cho vợ tôi ăn, không để nó về nhà nó cạo đầu tôi chết. Ôi tính ra là đầu ông không có tóc luôn á, vậy mà còn sợ nữa, chắc là bị cạo nhiều lần rồi đó. Trời ơi, tưởng cái vụ gì, coi tới coi lui cuối cùng phóng sự là cái ông đó ông quảng cáo mấy cái đồ nghề ông bán. Công nhận mấy cái người này thiệt tình là biết marketing quá hả chị Banda. Thì chị nói vậy chứ đâu phải tốt đâu mà đứng hả giải thích cái bụi biết trời. Làm coi cả buổi trời luôn, cuối cùng ai ngờ gì quảng cáo bắt đồ. Cái gì? Ôi, cái gì vậy? Nói gì hay? Cái gì ngoài cửa vậy? Ui, chị Banda ơi, chị Banda. Ủa em thấy cái gì? Em thấy cái gì ghê lắm. Chị ra chị coi đi. Chị đâu có thấy gì đâu. Nè, chị mở cửa đi. Trời ơi. Tôi làm cái cầu gai, mèo, nhìn nè, tôi mới mua được cái này ngoài chợ. Trời ơi, rồi, gỡ ra, gỡ cái gì, mèo không gỡ, nhìn mắc cười mèo. Mắc cười cái con khỉ, làm tôi hết hồn mà, nhìn muốn ám ảnh luôn à. Ê, tôi mới mua cái đó ngoài chợ á, người ta bán cái đó gần trường trung học Matsuhama gì, người ta nói cái đó trở thành hiện tượng mới ở trường Matsuhama á mèo. Matsuhama, đúng rồi. Mèo quen với chị ta. Nè, để tôi kể cho mèo nghe nè. Sao? Mèo biết sao không? Mấy cái bà ở ngoài chợ bà nói nè, lên đi ghế đi, lên ghế đi. Rồi, ví dụ gì nữa? Mấy cái bà ở ngoài chợ bà nói là trường Matsuhama có cái con đó đó, cái con nó có cái mặt giống vậy á mèo. Nó lướt qua lướt lại giờ lúc 6 giờ chiều á mèo. Cái người ta thấy nó xong người ta đã thiết kế cái mặt nạ giống cái hình con đó đó, đặng đi hù mấy người vòng vòng á khu đó đó mèo. Ủa tính ra là người ta coi cái con đó như thần thú luôn hả? Đúng rồi. Giờ cái trường Matsuhama nổi tiếng luôn á, bây giờ ai bước qua đó cũng thấy con nó lướt qua lướt lại á đó. Ê mà biết gì không? Gì? Tôi mới nhớ nè, Fosby nó được nhận qua đây làm bảo vệ của cái trường đó đó. Ủa nó qua đây nào vậy mèo? Cũng đúng ha. Sao tự nhiên giờ team của mình làm như cái dời qua đây ở hết là sao, do cuộc đời đưa đẩy hay gì á? Ủa tính ra là tôi dọn cái nhà qua đây mà tôi giấu nguyên cái team ba này luôn, có ba đứa mình dọn qua không ai biết á, mà sao Fosby nó đưa đẩy xong nó qua đây nó là bảo vệ trời. Hình như tôi nghe nói là do kinh tế khó khăn á, hồi nãy nó nói vậy đó. Trời ơi tưởng gì. Ê mà hút, hai chuyện này mắc cười lắm nha. Tôi nghĩ cái chuyện ở trong trường đó là do ông hiệu trưởng ông bịa ra, chứ tôi thấy á ổng làm xong cái ổng bán cái bùa gì mà ổng bán á hút. Ấy, tôi biết cái bùa đó mà, bùa đó nãy tôi cũng mua một cái nè. Trời, cái gì vậy? Nè, rồi, nghe nói bùa này cũng treo ở trong nhà cũng an toàn lắm đó. Nó cầu chúc cho mình bình an mà được chị Banda xem. Để mãi không già hả? Đỡ già rồi đó mèo. Chị nói cưng nè, cưng mang cái mặt đi rồi người ta gạt cưng rồi cũng còn nói là mua bao nhiêu kim cương. Nói đây, em mua 15 kim cương. Còn cái mặt nạ mua 15 bên đầu. Trời ơi, mua kim cương cái gì vậy? Thấy chưa, coi già cái đầu.
đầu mà còn ngu, đi ra đường cho người ta gạt. Tôi nói miếng giấy này cũng xịn lắm á. Miếng giấy này đem về ông đi làm giấy chích đùi đi ra cha nội ơi, chứ không có làm ăn được cái gì hết trơn á. Bạn chị giờ đang yên đứng lạnh luôn cái đó vậy là cái gì không hiểu. Đi ra đường không có dẫn vợ con theo để đi ra đường cho bằng giấy thiên hạ lừa gạt cho cái mặt kìa coi kìa khốn. Bởi vậy cũng đang thấy không có thông minh rồi, thấy chưa? Mẹ chị Panda bệnh quá mua đồ về cho mẹ chị Panda chơi mà hay cũng nói vậy. Không chơi đâu, cái lá bùi nó sao chơi được. Dán cho bò ăn đi nè, bò ăn đi bò. Phí đó, tôi thấy vậy thôi. Chờ 15 viên kim cương ít ỏi vậy thôi chị Panda. Ỏi vậy? Thôi, 15 viên kim cương thì hút giữ giùm tôi cái. Đây để tôi giữ cho. Ê mèo mèo mèo, nghe nói Phoppy giờ đang là bảo vệ bên trường Matsuhama đúng không mèo? Đúng rồi đó. Đúng rồi, Phoppy á nó nổi tiếng luôn là nhát gan, nó mèo tôi chơi chung với nó lâu lắm rồi, nó nhát kỳ lắm. Vậy ê, hả? Hay giờ bây giờ mình qua bển mình troll nó đi mèo ơi. Ê tính ra là Phoppy nó qua đây nó cũng chưa có biết là hình như mình ở đây đúng không? Đúng rồi, nó làm gì biết tụi mình ở đây. Ôi. Qua bển mình troll nó đi. Ê mà tội nghiệp nó quá ta. Kiểu nó mới nhận công việc thôi mà hút mình qua mình troll này lỡ nó mất việc rồi sao? Ê trời, nó mất việc nó mắc cười mèo. Nó mất việc nó chạy về cái gì tôi quay clip nó lại tôi đăng lên cho mọi người xem. Mà chị nghĩ nó có sợ đâu? Con thấy không mèo hồi nãy nó nói với cái ông tiểu tử là không có sợ. Ờ đúng rồi chứ. Sợ quá chị Panda, em biết hết. Ở bên server của mình nó biết bao nhiêu con quái vật Poppy nó tiêu diệt được hết, không lo nó sợ. Mẹ có khi nào ấy quái vật mà Poppy nó đứng nó tiêu diệt chưa? Toàn mình tiêu diệt không hả? Nó nghe server mình có quái vật nó trốn cả năm nay rồi. Tôi suy nghĩ ơi, nhưng mà nếu mà đi troll Poppy thì mình troll bằng cái gì vậy? Ờ để cái mặt nạ tôi mới mua vô nè mèo, nhìn nè, đồ. Cái này chị không có lấy gì mà chị đeo. Đây em phát cho chị cái nè, mèo cái nữa vô troll nó mèo. Ờ mọi người ơi, mấy bạn nghĩ là tụi mình có nên đi qua bên đó để troll Poppy chơi chơi cho vui vui không? Bạn nào đồng ý hãy thả like cho video này nha. Bú vô, trời ơi, sát sát vô, lú cái đầu vô. Nhảy rồi con bú nữa mà mèo mèo, nhìn ba đứa mình y như ba cái con gì y cắm rễ cây lên đầu cái gì á. Cái con này làm tôi nhớ tới con gì trong phim hoạt hình gì ta. Nè công chúa sói á hút, nhìn y chang cái con thần rừng luôn. Nhìn mắc cửa hả? Nhưng mà thấy gì không? Gì? Phong Bỉ đang đi qua đi lại đi đó kìa. Hút cái đầu chôm chôm của ông á, nó chỉa tùm lum tà la đi kìa. Ôi ôi, tôi để tôi bé ấy nó chừng thấy chị bây giờ. Ui, em đừng có ép, tớn chắn hết kìa. Bây giờ cách nào mình vô trong đó ta? À, không biết nữa, từ từ để coi thử là chị nào nó quay cái mặt đi tụi mình lẻn vô mèo. Ừ đúng rồi đó. Rồi, sao rồi hút? Ông định nó lẻn nó đi rồi, nó đi vô rồi kìa mèo ơi. Đâu? Chạy vô mèo. Chạy vô chị bên đây. Nhanh lên. Mình phải trốn ở chỗ nào đó để mình hộ Phong Bỉ mới được. Chỗ nào? Ê mèo theo tôi. Chui vô lớp học đi, chui vô lớp học mèo ơi. Đầu này công nhận đúng là cao bự thiệt luôn hút. Ủa, cái lớp hả? Ê, tụi ông đứa đứng bên hút rồi. Rồi, tôi đứng bên này. Ông đứng bên kia đi hút, ông đứng bên kia đi. Ok. Rồi ha, kỳ này là trôn cho Phong Bỉ hả? Thế nào nó cũng hết hồn hết nước cho coi. Kiểu này chắc mấy nó bị đuổi việc sớm á mèo. Không có đâu, chỉ là giỡn chui thôi, vui mọi người. Trời thấy mình thấy quá vui luôn. Các bạn thấy vui không? Bạn nào thấy vui bình luận phía dưới video là thấy vui quá nha. Nó tới. 6 giờ tối rồi, tới giờ mình phải đi tắt đèn cho từng lớp rồi. Hey, cái lớp này là lớp đầu tiên nè, để tắt cái đèn cho lớp này. Sợ chưa nè? Đừng làm hại tôi. Ôi cái gì vậy? Đừng có lại gần tôi nghe, đừng có lại gần nghe, tôi có bùa đó, tôi mới mua hồi sáng đó nghe. Ai quan tâm chứ bùa này lại hại tôi. Mới nhận việc mà gặp cái gì đâu không vậy? Gì đó chịu ta. Tôi vậy. Ôi trời đất ơi. Ôi, Phoppy ơi. Phoppy. Sao Phoppy chạy vậy mèo? Nó chạy gì mà nó chạy lẹ như vậy? Trời ơi, coi thấy không? Nó bật hết ra hết số, nó chạy tôi đó ông xịt khói luôn. Này, cái gì mà bảo vệ gan nhất? Ủa, ở đây. Gì? Hình như tôi thấy có một đứa nữa nó chưa chịu về đó trên lầu á. Hay thấy đứa nào? Tôi mới thấy cái đứa học sinh hay cái gì, tôi thấy nó bận cái váy xanh xanh hết. Ủa thiệt luôn á hả? Ê có khi nào là mấy đứa nhóc á nó đi học tới giờ về nó không chịu về, nó trốn là trong trường. Không phải đâu mèo, nhiều khi ăn trộm á mèo ơi, ăn trộm trong trường á. Ê chạy lên trộm trời, có ai mình hù nó tiếp mèo ơi. Đúng rồi, mình có tiết mục rồi nè. Ai mà dám vô trộm trường vậy? Đúng rồi đó, em mới thấy đi lên trên lầu 2 nè. Nãy mới thấy lên lầu 2 này, lầu 1 lên một lầu nữa. Đây đúng rồi nè, tôi ủa hồi nãy thấy nó đi ngang phòng này nó hết. Hôm nay đang coi nè, ở đây nè. Tôi thấy đi ngang đây rõ ràng luôn. Thiệt cũng đó mèo xạo với tôi đúng không? Thấy, tôi thấy có một đứa thiệt, nhưng mà tôi không biết là học sinh hay là ăn trộm. Tôi nghĩ là ăn trộm đó mèo ơi. Chắc giờ này chắc mấy đứa học sinh nó về hết, đâu có rảnh hả phá gì vậy hả? Panda với mèo ơi, trời tối lắm rồi, hay là giờ tụi mình cũng về đi mọi người. Nói giỡn tí xíu, trời tối quá ta. Thôi về. Thôi về chị Panda, để bữa sau chơi chị Panda. Về, lẹ đi về chị Panda, chị đứng đó làm gì vậy? Thôi chị chưa có muốn về, chị mới đi vô đây mà mèo. Cứ thấy không, cái trường này nó rộng lớn như thế này luôn nè. Để chị hả đi kiếm vòng vòng coi có mớ kim cương nào không, chị gom về cho con sách. Nghĩ sao vậy trời, giờ này mà chị nghĩ tới chuyện ăn trộm kim cương đó chị Panda. Bớt ngứa ngày đi chị Panda ơi, chị qua bên làng sớm rồi mới, làng mới sớm mới vậy thì chị ăn ở đàng hoàng. Chị Panda ơi. Mèo, mèo cái gì trên đó kìa mèo thấy không? Chị Panda về lẹ chị Panda, không có đâu kịp nữa. Về đi,
chị không có về đâu. Không không. Chị Bánh Đá, cô chở trên lầu có cái gì kìa, sao lưng chị kìa chị Bánh Đá. Cái gì đi. Đi. Khi nào sợ cái gì, cái gì, oh my god. Về đi chị Bánh Đá. Về đi chị Bánh Đá. Mèo ơi, con về nhà dọn sẵn một mâm cơm đi rồi hả, mùng 3/16 chị về. Chứ bây giờ chị thấy là không về được rồi đó mèo ạ. Chị Bánh Đá, xuống đây đi chị Bánh Đá. Cái giò nó sau lưng chị mà chị còn ráng đứng đó nữa em cũng thua chị luôn. Chị ơi, chị Bánh Đá. Ơi, chị Bánh Đá. Chị Bánh Đá ơi. Ủa chị Bánh Đá đâu mất tiêu rồi. Oh my god. Lên bụi luôn rồi về mèo ơi. Về. Chị Bánh Đá, em xin lỗi chị. Chị Bánh Đá. Mèo ơi. Ơi, vô nhà đóng cửa. Về nhà, về nhà. Sợ quá, tội nghiệp chị Bánh Đa quá. Giờ mẹ, sao giờ? Chị Bánh Đa bị bắt rồi, mình phải cứu bả thôi chứ mình không để bà Bánh Đa trong trường được. Đúng rồi ha. Tôi nghĩ chắc là do tụi mình đi vô trong đó chọc ghẹo Phúc Bi cho nên là chọc giận ai đó rồi đó. Bây giờ phải làm sao? Phải suy nghĩ coi, suy nghĩ cách nào ta? Cách nào giờ hút? Ê, mèo. Sao, hay sao, là sao? Bây giờ á mình làm điệu nhảy trừ tà sẵn tiện xin lỗi nó luôn đi mèo ơi. Ê, điệu nhảy xin lỗi nha. Đúng tôi rồi. Nghĩ chắc là mình do mình động chạm tới ai đó rồi đó cho nên là người ta cảm thấy bực mình khó chịu á. Hay là bây giờ á tôi với ông vô trong đó đi, mình đem quà cáp rồi nè bánh trái qua tặng người ta rồi sau đó xin lỗi người ta cho chị Bánh Đa hả? Chị Bánh Đa vậy. Mèo mèo mèo, để tôi đem tôi tặng luôn cái bộ giáp kim cương cho nó luôn, biết đâu á nó lấy cái này xong nó xin lỗi, nó tha cho chị Bánh Đa á mèo. Ờ cũng đúng ha, đưa cho cái này cho nó. Ê, ông lấy một cái rồi hả? Đúng rồi, một cái thôi, một cái thôi. Phải đi qua giải cứu chị Bánh Đa. Quanh giải cứu chị Bánh Đa mèo. Phải lên hướng này, hướng này, hướng này, hướng này. Đâu vậy? Kia rồi, mọi người ơi, bây giờ mình với Rít Hút phải đi xin lỗi người ta để đưa chị Bánh Đa về thôi. Hút ơi, tụi bên này nè. Ông chạy đâu vậy, chờ tôi với. Hút ơi, giờ sao Hút? Đây đây, theo các cách của tôi làm là nó sẽ là như vậy nè. Rồi luôn. Ơi, để hả? Cái bình bông này ra, đúng rồi, để đâu? Kim cương thì đó hả. Thì tôi nghĩ là bây giờ mình đi xin lỗi mà trời, chị Bánh Đa quý giá lắm cho bộ cho nên. Ủa, là mình chị Bánh Đa phải... không đáng giá tới mức đó đâu mèo. Vậy hả? Như đây là đủ rồi, né mấy cái này ra đi, cái này để tôi bỏ túi tôi xài dần nè. Đâu vậy, ông phải để đây, để đây. Theo tôi. Nhìn nó thành tâm vô ông nội ơi. Ok, tâm như vậy đi, thành tâm lắm rồi đó. Ê khoan 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 nha. À? Có trái cây không nghe nó không thiệt tình lắm, tôi cho thêm con gà ở đây nữa mới ngon. Đó, rồi, được rồi đó. Ôi. Đẹp 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 đẹp. Làm ơn. Quá là làm thành tâm. Để như vậy đi. Rồi xong. Thấy chưa? Ồ, quá là thành tâm. Né ra, né ra, né ra để tôi làm cái này ra để thành tâm nữa. Ủa, hút làm lễ hả? Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi xong. Bây giờ mèo với Rích Hút sẽ múa một điệu nhảy xin lỗi để mong chị Bánh Đa sớm được về nha. Nè, điệu nhảy xin lỗi. Ananda Pachaye Apati Te Te Na Apati Ya Apati Te Te Ku Apati Tho Apati Ku Ku Ku. Ôi, mẹ ơi, ta nói cái gì vậy? Ủa, chị Bánh Đa. Chị Bánh Đa đừng tha mình kìa. Thôi thôi, bạn, tôi về nha, tôi ở chơi với bạn lâu rồi, tôi phải về, bye bye bạn nha. Ôi, cái gì bạn thân như vậy? Nói chuyện với ai vậy? Chị Bánh Đa nói chuyện với ai, chị Bánh Đa? Chị Bánh Đa, chị nói chuyện với ai vậy? Sao bà Bánh Đa đơ đơ sao á? Cái gì vậy? Ôi, mấy cái này sao tự nhiên để hay chi vậy? Chị Bánh Đa ơi. Chị Bánh Đa ơi, cái này là đồ em trộn chị về đó. Cái đồ này là đồ đem đi đưa chị về đó, mà chị làm gì vậy, chị lấy vậy thôi, trả lại đi về, mèo ơi, về đãi đấy, về. Trả lại đi chị Bánh Đa. Bả về là được rồi, bả về là được rồi mèo ơi, bả được tự do rồi, đưa bả về nhà đi mèo. Thôi đi về, nãy giờ chị ở đây chị chơi với bạn thân chị nãy giờ vui lắm rồi, bây giờ cũng lâu rồi chị phải về mèo ơi. Ủa bạn thân hả? Hồi nãy chị chơi với ai vậy? Chị mới chơi thì có 1 tiếng đồng hồ mà giờ chị thân luôn vậy hả chị Bánh Đa? Trời ơi thân dữ lắm, y như là sanh đôi vậy đó. Trời em thấy này giống thân ai đấy lo quá, nhìn nó sợ sợ nghi nghi sao chị Bánh Đa ơi. Ở nhà bên đây chị Bánh Đa ơi. Đây. Ủa giờ bắt khủng khủng điên mèo ơi. Giờ bà Bánh Đa bắt khủng khủng điên rồi, bà Bánh Đa rồi. Bảo quá. Tình hình bây giờ rất là tình hình. Chị Bánh Đa nhiều khi lâu lâu bà không biết gì hết trơn á. Mình với Red Hood bây giờ phải để chị Bánh Đa ngủ trên này để coi chừng thôi. Chứ giờ chị Bánh Đa bà cứ ngáy. Trời ơi, ngủ đi, rầm beng quá. Chị Bánh Đa, bình tĩnh chị Bánh Đa. Ngủ rồi. Đó, mọi người thấy không? Giờ tội nghiệp chị Bánh Đa quá. Bà không được tỉnh táo như xưa đó. Thôi ngủ đi hết rồi. Để lên giường ngủ mèo ơi, bà Bánh Đa biết bà khùng khùng. Chị Bánh Đa. Ngủ rồi. Lên giường ngủ đi chị Bánh Đa, em để hai cục này dưới đây cho chị ngủ ngon rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi đó, thôi. Ngủ lẹ đi chứ không thôi hồi nữa là mệt nữa với bà đó. Trời ơi, nhột quá vậy, nhột quá. Đang ngủ mà cái đứa nào nó cứ chột lét hoài vậy. Ôi, trời ơi, cái gì vậy? À! Vậy mèo ơi, vậy, chị Bánh Đa kìa. Chị Bánh Đa, chị Bánh Đa bị ai dí ở bên này nè mèo. Ai dí? Châu bị nghe mèo ơi, hút ơi, đâu vậy rồi. Vậy không trong trường học kìa mèo. Rồi, xong luôn. Trả nè, tôi trả kim cương cho này, bạn. Này, chị chơm đồ của nó về nó đòi kìa. Thôi được, thấy chưa, đã nói
nói là đầu của người ta chứ đừng có lấy ham bố, lấy gì rồi vậy con lấy đó, người ta đòi rồi kìa. Tôi có cái này, tôi mua qua hiệu trưởng đó mèo, cái này nè, dùng để trừng trị cái con đó đó mèo. Trời bắt cái đồ này đồ giả không hay, ông thầy hiệu trưởng lừa ông bán mà nghĩ sao mà ông giờ đòi lấy cái tiền của nó. Thì cứ thử coi, nhảy xuống thử coi. Vậy mà đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Chạy đây, chạy đây. Nè, nè, nè. Cũng là học sinh của hiệu trưởng mà đúng không? Nè, 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 nè. Chạy vô, chạy vô. Ê, ê, hình như nó không dám tới gần nha mèo. Ông sẵn sàng. Có tác dụng, có tác dụng. Có tác dụng thiệt không ta? Thế hình như nó sợ cái lá bùa giảm. Nó sợ thiệt kìa. Ê, đúng là học sinh trong trường. Đồ có hiệu trưởng nó thấy nó sợ liền luôn. Chắc cái này là bản kiểm điểm đó mèo. Đúng rồi đó. Ê, nó sợ thiệt kìa. Lôi, lôi, lôi. Ôi, nó chạy kìa. Nó chạy tới mèo. Giỡn mặt hả mày? Thì ra cái con này nó sợ. Công nhận ba cái đồ giỡn đồ giả vậy mình tưởng đâu là không có tác dụng, ai ngờ tác dụng thiệt. Ê, đuổi nó tiếp đi mèo. Nè, giấy mời phụ huynh nè con trai. Hả, sợ gì chứ gì. Giấy đó, giấy đó. Giấy nó mèo mèo mèo. Ôi, nó đang chạy quanh lại trường kìa mèo ơi. Ôi, đúng rồi. Đuổi theo, đuổi theo. Trời ơi, có ai vừa thấy cái gì hả? Tôi thấy nè mèo. Gì vậy? Đâu rồi, đâu rồi? Phúc Bi. Phúc Bi kìa. Trời ơi, em bị cái gì vậy? Trời ơi, mọi người ơi, xe của em có con gì nó kẹt ở dưới gầm á. Trời ơi, trời. Nó xịt khói rồi. Nó xịt khói luôn rồi đó em. Ê, biết gì không? Cái con đó nó vừa mới cuốn theo dòng đời bánh xe của Phúc Bi xịt khói lên trời luôn kìa. Cảm ơn em nha, nhờ em mà đuổi cái đi để cho em đi trường luôn á. Công nhận. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Ừ, cứ không biết gì luôn hả? Ừ thôi, cứ khỏi biết đi. Công nhận nay team Pirate của mình có cách tiêu diệt mấy con quái vật độc lạ Bình Dương. Vậy thì chứ, đang dưới Phúc Bi cuốn nó vô cái bánh xe luôn rồi. Ê, cuốn theo dòng đời rồi. Phúc Bi ơi, đừng vậy, bảo vệ trường đi. Đúng là hay không bằng hơn mọi người ơi. Kỳ này Phúc Bi lập công mà không biết lý do tại sao luôn rồi. Còn chị Bánh Đa, trời ơi em nói chị, sau này chị thôi bớt tham đi chị Bánh Đa ơi. Chị Bánh Đa chị cầm cái này nè, chị Bánh Đa chị muốn vô trường chị cứ cầm thấy cái này nè. Thôi đi, chị không có tham một miếng nào bây giờ một bài trò cho chị Bánh Đa mới đi lấy đồ trong trường đó. Mọi người thấy sao? Thấy hôm nay đúng là chị Bánh Đa tụi mình thiệt là may mắn không? Bạn nào mà thấy tụi mình may mắn thì đừng quên hãy like cho video này nha. Còn sao tôi càng ngày càng cảm thấy cái xóm này nó thiệt sự là rất là bất ổn luôn rồi đó nha. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.